Ở áo này nhìn mặc đen trông tây phết nhỉ. Bầu đẹp mà, tôi áo đẹp, tôi mặc vừa quá. Đấy. Xong cái bầu thoải mái. Mà mặc người xinh ấy. Đưa cả tập đây. Xinh nhỉ, áo xinh nhỉ. Này. Ta lấy một cái đi cho ta. Em không biết ra giá đâu. Ô chị thấy đẹp mà. Ra bảo mọi người ạ. Để lên bia. Lấy luôn à? Bia tí gom cho chị cái đồ của chị để chị cầm về nhá. Ăn đi em. Hello mọi người nha. Mọi người ai đang xem thì comment cho em biết đang xem đi ạ. Hôm nay sẽ về rất nhiều mẫu mới nhá. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Rất nhiều mẫu mới, rất là đẹp. Mọi người ai đang xem thì comment cho em biết là đang xem nhá. Em chào chị Hoàng Thị Thùy Dung, Thùy Dương. Ai đang xem thì comment cho em một cái này. Với cả mọi người, bây giờ mọi người share luôn đi, share livestream cho em nhá. Share 5 nhóm mà được nhận áo không đồng. Lên 180 người xem em sẽ bắt đầu chơi mini game tặng áo không đồng cho mọi người nhá. Thế nên mọi người cứ xem mạnh tay lên đi ạ. Xem mạnh tay. Em là chị Hoàng Linh này. Mọi người ai đang xem thì comment cho em một cái. Đậu Đậu Dương Hàng đều đang xem, hello ấy. Chào chị Đậu Đậu ạ. Mọi người ai đang xem thì comment cho em một cái nhá. Để cho em biết là mọi người đang xem. Lại nhá. Ơi, cái đấy không ghim được à? Rồi. À. Mọi người xem 5 hội nhóm và được nhận áo không đồng nhá. Chào chị Phương Anh Nguyễn ạ. Bà ngồi sát vào một tí đi, nhìn cái áo cho dễ. Rồi ok. Rồi. Hôm nay sẽ về rất nhiều mẫu mới này, như áo em đang mặc cũng là một mẫu mới về luôn nhá. Nhiều mẫu mới về xinh lắm mọi người ạ. Chảnh dã man luôn. Áo em đang mặc tí nữa em sẽ báo giá luôn nhá. Hôm nay là hàng mới về, áo nỉ xinh lắm. Đồ này là hàng new nhá mọi người ơi. Bây giờ em bán hàng new nhá. Hàng new mới về, chỉ có hàng new thì mới có số lượng thôi mọi người ạ. Chào chị Di Thúy nhá. Mọi người ai đang xem thì comment cho em một cái đi ạ. Với cả mọi người share luôn livestream từ bây giờ nhá. Share luôn, share càng nhiều thì không, như kiểu cơ hội càng nhiều. Có mấy chị chơi game xong còn chẳng share, chẳng tính. Mọi người mà chơi game đúng mà không share luôn thì sẽ không được tính đâu nhá. Thế nên mọi người share luôn từ bây giờ đi cho đỡ quên. Áo nhung thì hôm nay nhà em sẽ like hàng mới đã nhá, thế nên là không có áo nhung đâu ạ. Áo nhung là ở bên này không có áo nhung. Có mà bây giờ đi tìm. Bây giờ là hiện tại là đang like hàng mới nhá. Bảo bạn xem ảnh ấy, còn like hàng 3 cái hôm qua. Nếu mà chị thích xem áo nhung ạ thì hôm qua shop em vừa đăng mấy cái đấy. Shop em vừa đăng mấy mẫu còn đấy. Chị bên nào xem nhá. Được áo rồi, đẹp lắm chị Lan ạ. Mọi người xem livestream cho em. Bà mà đọc được feedback bảo tôi chụp màn hình nhá. Tôi chưa nhìn thấy ở đây này. Chưa nhìn nó thấy qua lâu lắm rồi, chắc nó trôi và không nhìn thấy đâu. Mọi người xem vào 5 hội nhóm nhá. Tặng váy nỉ kẻ cho mọi người này. Váy nỉ kẻ vào đâu mặc thích. Váy nỉ kẻ tặng luôn combo. Em tặng luôn combo hai cái dành cho người nào mà trả lời đúng nhất, nhanh nhất và chia sẻ đầy đủ các bước nhá. Đây sẽ tặng một cái váy nỉ kẻ này cực hot rồi. Váy nỉ kẻ này thì cực kỳ hot rồi nhá. Sẽ tặng một váy nỉ kẻ này. Sẽ tặng một váy nỉ kẻ và một cái áo da báo hàng mới về như em đang mặc nhá. Áo da báo hàng này hàng new ấy mọi người ạ. Mọi người đón xem nhá, cảm ơn chị Dương Hằng này. Mọi người cứ xem mạnh tay vào thì lượt tương tác càng nhiều. Bởi vì chơi mini game này rất nhiều comment bị ẩn mọi người ạ. Mọi người xem mạnh tay vào cho em nhá. Lên 180 người xem sẽ bắt đầu chơi mini game. Xem 5 hội nhóm cho em nhá. Nhưng mà mọi người xem 5 hội nhóm thì mọi người chỉ được comment 5 lần thôi. Thế nên mọi người xe càng nhiều thì mọi người comment càng nhiều. Nếu mà xe không đủ ý, mình comment nhiều quá mà lượt xe nó không tương đối với cả lượt comment thì mình sẽ không được tính đâu nhá. Ok này, mọi người ai vào sau sẽ nói lại nhá. Em sẽ tặng cho người nào mà trả lời nhanh nhất, đúng nhất và chia sẻ đầy đủ các bước một cái áo em đang mặc. Một cái áo em đang mặc và một cái váy nỉ kẻ này. Một cái váy nỉ kẻ như này nhá. Đây, váy nỉ này thì đã rất là hot rồi nè. Xe nhiều quá khá khóa cả Facebook rồi. Mọi người ăn nhiều, ăn nhiều sữa. Mình chắc bị chặn xe rồi hả chị? Đây nhá, mọi người xe livestream cho em đi ạ. Lên 180 người chưa nhở? Lên 180 người em sẽ bắt đầu chơi nhá. Váy nỉ này có giá là 99k nhá. Váy nỉ này là bình thường bạn nhà em bán là giá 99.000, tí nữa sẽ bán luôn. Có nhá, áo mẫu mặc nhá mọi người nhá. Áo mẫu em đang mặc là hàng mới về nhá, tí nữa mọi người, tí nữa em sẽ bán. Đây là hàng new đấy ạ, mới về cực kỳ đẹp luôn. Thì nó sẽ bán luôn cho mọi người. Ok, bây giờ sẽ bắt đầu chơi mini game luôn nhá.
cái gì cả chín á? Rẻ quá. Ok. Ờ. Bây giờ sẽ bắt đầu chơi mini game luôn cho mọi người này. Bây giờ sẽ chơi mini game trước nhá. Thế nên mọi người cứ chơi mini game này đi. Hôm này có hot này, hôm mà đây này. Ơ có về cả hôm ấy. Kì kìa. Có tập ngoài đấy đấy. Biết đâu là mình sẽ may mắn và được trúng cả hai thứ không phải mua luôn nhá. Ok, 180 người rồi này. Bây giờ em sẽ cho mọi người một gợi ý để mọi người đoán nhá. Một gợi ý này. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 30 cho đến 80. Em cao 1m6 ạ. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 30 cho đến 80 nhá. Mọi người comment nhanh tay đi ạ. Và mọi người nhớ là chia sẻ mạnh tay cho em nhá. Chia sẻ cho em mạnh tay vào. Bởi vì comment nhiều bị ẩn, nhiều comment bị ẩn lắm. Càng chia sẻ nhiều thì nó mới kiểu tương tác càng nhiều ấy. Để đọc ở đây nhá. Để em lấy một cái điện thoại khác đọc. Cho nó bị ẩn. Cho nó bị ẩn comment. Ai vào sau nhá, em xin nói lại gợi ý này. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 30 cho đến 80 này. Một con số nằm trong khoảng từ 30 cho đến 80 và sẽ được tặng một váy nỉ kẻ và một cái áo em đang mặc luôn nhá. Tặng luôn hai thứ cho mọi người. Và mọi người nhớ là mọi người comment bao nhiêu thì mọi người phải chia sẻ cho em bấy nhiêu nhá. Một lượt, nghĩa là comment tương ứng một lượt chia sẻ luôn đấy ạ. Áo em đang mặc tí nữa em sẽ báo giá nhá. Yên tâm là không quá 90.000. Không quá 90.000 nhá, quá rẻ hả? Xe clip luôn nhá, kết thúc live stream bán giá khác nhá. 70 size nhá, 65 size ạ. 47 size, 72 size này, 45 size, 55 size, 44 size, 43 size. 87 là ngoài cái gợi ý mất rồi ạ. Đây em gợi ý lại nhá. Ai vào sau em sẽ nói lại một lần nữa này. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 30 cho đến 80 nhá. Một con số nằm trong khoảng từ 30 cho đến 80 này. 30 size này, 56 size ạ. Áo em đang mặc tí sẽ báo giá nha. 33, 64 size này. 45 size ạ. 54 size, 39 size, 77 size. Vẫn chưa có ai comment đúng cả. Mọi người chia sẻ nhanh tay nhá. Để tăng tương tác giúp em ạ. 66 size, 38 size ạ. 55 size nhá. Hiện tại là chỉ thấy comment của mấy người thôi. Thế nên mọi người chia sẻ nhiều, chia sẻ mạnh tay lên cho em này. Bởi vì để cho đỡ bị ẩn comment nhá. 66 size ạ, 46 size này. Tặng luôn một áo em đang mặc và một váy kẻ cho người nào mà trả lời nhanh nhất, đúng nhất và chia sẻ đầy đủ các bước nhá. Thế nên mọi người nhớ là chia sẻ cho em đủ các bước. Nếu mà ai mà không chia sẻ đủ ý mà đoán trúng thì sẽ rất là tiếc bởi vì sẽ không được tính đâu. 80 size ạ, 52 size này, 61 size, 63 size nhá. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 50 cho đến 80. Từ 50 cho đến 80 này. Để em cái áo béo báo. Mọi người ai mà lấy áo đem mặc thì tí nữa em sẽ báo giá sau nhá. Tí nữa sẽ bán luôn bây giờ. Thế mọi người cứ đợi em một tí. Mọi người đừng rời khỏi live stream nhá. Bây giờ mọi người cứ chơi mini game trước đi ạ. Đây là một con số ra trong khoảng từ 30 nhá. 30 mọi người ơi, không phải không có 18. 30 cho đến 80 này. 64 size, 57 size, 58. Ô 58 đúng rồi ạ. 58 đúng rồi này. Đây ạ. Đây nha. Mọi người nhìn rõ không ạ? Đây là con số 58 nhá. Ở trong cam nó bị ngược đấy ạ. Ở trong cam nó bị ngược nhá. Xin chúc mừng chị à. Chị Ngọc Huyền nhá. Chị Ngọc Huyền đã cam, em đã nhìn thấy comment của chị Ngọc Huyền đầu tiên nhá. Chị chụp lại màn hình gửi sang. Chị chụp lại màn hình comment với cả lượt chia sẻ inbox sang cho em nhá. Inbox sang cho em này. Cái ảnh tôi vừa gửi cho bà ấy. Bây giờ tặng áo này ghi bất kỳ. Bây giờ sẽ ghi bất kỳ nhá, sẽ tặng nhanh này. Sẽ tặng nhanh cho một chị nào may mắn nhất nhá. Sẽ ghi bất kỳ. Đây, sẽ tặng luôn một áo nỉ kẻ này nhá, em sẽ ghi luôn. Mọi người comment cho em là mua áo không đồng kèm số điện thoại nhá. Cứ vào bình thường coi như cái đấy là tôi chưa chốt cho liên quan cả. Hôm qua là bạn đi mua Shopee thì bạn không mua. Bây giờ mọi người comment là mua áo không đồng kèm số điện thoại nhá. Mọi người đừng comment số nữa. Mọi người nhanh tay comment mua áo không đồng kèm số điện thoại đi ạ. À đây là 200. Ai đang mặc phía em sẽ bán nhá. 250. Tí nữa em sẽ bán. Mọi người comment nhanh tay đi, em sẽ ghi một chị nào may mắn nhất nhá. Em sẽ lướt lên rồi sẽ ghi một chị bất kỳ. Bây giờ mọi người comment nhanh tay lên đi ạ. Mua áo không đồng nhá. Mà thế ai comment thì phải nhớ là chia sẻ cho em. Từ 5 hội nhóm trở lên thì mới được tính nhá. Người nào mà được tặng ý ạ thì sẽ phải chia sẻ cho em từ
5 hội nhóm trở lên nhá. Mua áo không đồng kèm số điện thoại đi ạ. Cho mọi người 1 phút để comment. Cho mọi người 1 phút nhá. Thêm 1 phút thì rồi em sẽ ghi một chị bất kỳ may mắn nhất. Đây, sẽ tặng luôn áo nỉ kẻ nhá. Bây giờ mọi người comment mạnh tay lên, với cả chia sẻ mạnh tay lên cho em này. Mua áo không đồng kèm số điện thoại sẽ ghi một chị bất kỳ. Cho mọi người một thời gian là 1 phút comment ạ. Mọi người cứ comment nhiều nhiều vào. Không giới hạn comment mà, càng comment nhiều. Càng comment nhiều thì càng tỷ lệ ghim trúng cao nhá. Tặng một con áo kẻ à? Đúng tặng không? Một con áo kẻ này, áo nỉ kẻ luôn nha. Dính đúng không? Tặng luôn một cái áo nỉ kẻ nhá. Mọi người comment mạnh tay lên, mọi người cứ comment nhiều vào. Nhưng mọi người nhớ phải chia sẻ cho em nhá. Nhớ phải chia sẻ, comment nhiều thì phải chia sẻ nhiều. Ok, đã chia sẻ thì mọi người comment là mua áo không đồng kèm số điện thoại đi ạ. Sắp hết 1 phút rồi, mọi người comment nhanh tay lên. Những chị vào sau ờ, những chị vào sau thì em sẽ nói lại nhá. Mọi người comment là mua áo không đồng, sẽ được tặng một cái áo nỉ kẻ này. Mọi người comment cho em là mua áo không đồng kèm số điện thoại nhá. Thời hết 1 phút em sẽ ghi một chị bất kỳ may mắn nhất nhá. Áo em đang mặc tí nữa sẽ bán nhá, nó chỉ giá chưa đến 90.000 đâu. Nó chỉ giá dưới 90k thôi ạ, rất là rẻ luôn, tí nữa sẽ bán luôn áo em đang mặc nhá. Hàng mới về. Hàng mới về nha. Sắp hết 1 phút rồi, nhanh tay nào. Đại, chuẩn bị đếm ngược. Chuẩn bị đếm ngược. Ờ. Ghim bất kỳ vào. Em sẽ nhắm mắt để ghim. Để đâu ghim chúng đi ra. Em sẽ nhắm mắt để ghim. Nói chuyện với khách đi, đừng quần áo vậy. Đây mình đang nói chuyện luôn. Nào, thời gian sắp hết rồi ạ, à. Mọi người comment nhanh nhanh lên nào. Comment giúp em là mua áo không đồng nhá. Mua áo không đồng kèm số điện thoại. Bạn ấy sẽ ghim bất kỳ này. Comment trong vòng 1 phút. Ghim bất kỳ chúng ai thì người đó được nhá. Sắp hết 1 phút rồi, mọi người comment nhanh tay lên đi ạ. Và mọi người nhớ chia sẻ mạnh tay cho em nhá. Chia sẻ mạnh tay vào. Bởi vì bị ẩn comment nhá. Bởi vì bị ẩn comment. Với cả mọi người càng comment nhiều thì cơ hội chúng càng nhiều. Thế mọi người cứ comment đi ạ. Không giới hạn người comment đâu. Mọi người comment nhanh tay, sắp hết 1 phút rồi nha. Ok, bây giờ em sẽ ghi một chị bất kỳ nhá. Em sẽ không nhìn màn hình mà em sẽ lướt lên để ghi này. Em sẽ lướt lên lướt xuống để ghi một chị bất kỳ nha. Ai may mắn nhất thì được nè. Ok em đã. Ok nha. Kéo lên. Cái bạn này toàn vào mua quà. Toàn mua quà chả mua gì. Thế á? Là săn quà mà chúng nhiều phết. Đấy may mắn quá. Đây nào. À không phải. Đúng. Đâu, đây cũng khách mà. Đúng rồi. Được một cái áo phông không đồng. Như có khách ạ, nhưng mà mua gì không? Sao vơi mấy ông chị em được tặng một chiếc áo không đồng, sốc gần nhà chị em kêu ạ. Ờ. Chị Thu Tê Chân nhá, em đã ghi chị rồi. Chị rất là may mắn. Chụp lại đi, đúng rồi đấy, trúng mấy lần rồi đây này. Đây chị đã trúng áo không đồng nhá, em mấy lần rồi đấy. Đây này, sao ông bà em thấy may mắn. Xem nhưng dài quá em không vừa, chờ sắp livestream tối. Ok, bây giờ sẽ bán áo với đang mặc luôn này. Mọi người ơi, bà chị chụp lại màn hình chị nhá. Chị Thu Tê Chân chụp lại màn hình cho em. Tôi sợ bay váy. Chị Thu Tê Chân chụp lại màn hình nhá, inbox cho em này. Giá 89.000 nhá. Với cả chị nhớ là chụp lại lượt chia sẻ cho em nhá. Bởi vì để em xem chị có chia sẻ đủ trong lúc mà chơi game không nhá. Hả? Ok, bây giờ em sẽ bán áo báo em đang mặc nhá. Đây là áo nỉ báo nhá. Đây chất nỉ này. Mọi người ơi, chất nỉ báo này. Màu này cực kỳ tây luôn này. Màu này cực kỳ tây luôn nhá. Hôm nay em sẽ bán giá cho những ai mà đã chia sẻ livestream với giá 89k nhá. Sẽ bán cho những ai, chỉ bán cho những ai đã chia sẻ livestream giá tri ân 89k một cái này. Em chào chị Minh Minh này. Ok này. Mọi người ơi, ai lấy áo em đang mặc ấy thì comment cho em theo đúng cú pháp là 89k kèm số điện thoại nhá. Mọi người comment cho em theo đúng cú pháp 89k kèm số điện thoại. Đấy, phải chữa đây. Đây. Cái này dáng suông rất là dễ mặc luôn. Bầu bì cũng có thể bon chen được nhá. Bầu bì cũng có thể bon chen được, giá 89.000. Mọi người lấy comment cho em theo đúng cú pháp nhá. Màu này ở ngoài tây cực kỳ luôn mọi người ạ. Mặc lên tây lắm ấy. Hạnh cầm kiểu mẫu này cũng hot hot ấy, kiểu da bà hot cực. Mà màu này rất tây. Bà sơ vi một tí học sinh nữa. Đây nhá, mọi người có thể mặc sơ vi hoặc là để suông cũng được. Để suông thì mặc với quần nhét lên cũng được nhá. Đây, một sơ vi này xinh không? Đây là dáng suông nhá. Mọi người sơ vi trả chân váy hoa hoặc là chị mặc Dương ra hàng quần một này. Quần da ấy. Dương hàng da. Một này, Nguyễn Thị Thảo Anh một này. Đây là giá tri ân, kết thúc livestream quay trở về giá 99.000. Nên ai chốt thì chốt nhanh nhá.
Đấy, chị màu Phan, chị Phan hướng màu này. Quá đẹp luôn này. Màu tây á, màu kiểu cam mà chất cam cực kỳ đẹp luôn nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Chỉ 89k một cái. Kết thúc livestream quay trở về giá 99. Kết thúc live thì sẽ quay trở lại với giá 99k nhá. Chỉ duy nhất trên live thôi ạ. Chỉ duy nhất mua trên live. Chỉ duy nhất mua trên live là giá 89.000 thôi nhá mọi người. Đấy, sơ bi hoặc là mọi người có thể để suông mặc với cả quần legging ấy ạ. Hoặc mọi người mặc cả quần sock ra ấy, nói chung mọi người mix cái gì cũng hợp. Ở đây có một tập nữa đúng không? Đoàn Thanh Hà, một chất nỉ da cá nha em nhá. Chất nỉ da cá nhá. Hoàng Anh một, nói chung là cái áo này chất xịn cực kỳ luôn mọi người yên đây, tâm. Chất nỉ da cá đấy ạ. Ai mua nhà em rồi thì biết. Chất nỉ da cá Hoàng nhá, Anh. Chất cực kỳ đẹp luôn. Chị Hằng Nga có rồi chị ơi. Chị yêu ơi, chị có rồi nhá. Hoàng Anh một bầu bí mà khoảng 5 tháng đổ về thì bầu ok. Bầu bí vừa, bởi vì đây là dáng suông nó không bao ở dưới. Mình đang bầu 4 tháng mình mặc ok nhá. Áo giá 89k. Bà bầu còn to nữa nhỉ? Ờ, tôi bầu to. Ờ, ghi, bọn nó hay viết cái chữ lên đây kiểu gì nhỉ? Ờ, đúng rồi, tôi... Ừ, tôi không biết viết. Viết kiểu 89.000 luôn đúng không? Ờ, hay là... Thôi không phải viết đâu, đừng viết trên bàn. Bà bấm nhầm, tắt live stream. Mệt lắm. Áo đang mặc là 89.000 nhá mọi người, chỉ duy nhất là mua trên live mới có giá 89k. Nếu mà tắt live đi thì nhà em sẽ về giá cũng là 99.000 nhá. Thế nên là mọi người mua trên live đi không thì sẽ còn rất tháo, là tiếc đấy. Tháo đi, tháo ra xinh mà. Tháo ra xinh mà. Ừ. Đây, hoặc là mọi người mặc dáng suông cũng rất là yêu này. Đây nhá, mặc dáng suông. Bởi vì cái này là nó là dáng suông nhá. Nó là dáng suông nhá, thế nên là béo gầy đều mặc ok hết. Nó không kiểu bao ở gấu ấy. Nó không kiểu bao ở gấu đâu. Đây, chân nỉ da cá. Đây, ở đây gần hơn này. Chân nỉ da cá nhá. Rất là đẹp mọi người ạ. Chị Lan Phương ngon một cái nhá. Ok Hoàng Anh. Giá là 89.000 nhá. Màu này mặc lên cực kỳ tây luôn. Đây đằng sau đây. Cái này bầu bì cũng bao chen được nhá. Bầu bì cũng bao chen thoải mái luôn này. Đây. Bởi vì nó là dáng suông rất là dễ mặc mọi người ạ. 75.000 dơ không mặc không? 75 không? Em xả áo kẻ này này. Xả áo kẻ giá 75k một cái. Em Tuyết Nga có rồi nhá. Em cao 1m6 ạ. Nặng 48 cân nhá. Nguyên Minh Yến một cái 89k này. Kenny một cái 89k này. Mình cam kết chất đẹp nhá, chỉ chốt cho 10 người với giá 89.000 nữa thôi ạ. Đây. Chốt cho 10 người nữa thôi này, ai lấy thì cam mình nhanh tay cho em đi ạ. Ai lấy cam mình nhanh tay cho em nhá. 89k quá xinh luôn. Mọi người cứ mua về mặc thử đi. Chỉ thích thôi. Mấy cái baby doll ở trước. Xinh lắm, màu này cũng tây luôn ý. À, áo kẻ này em hiện tại nhà em xả 75.000 một cái này. Còn tầm chục cái thôi. Áo nỉ kẻ nhá, còn tầm chục cái giá là 75k, chất nỉ da cá. 5-7 cái đấy. Còn 5-6 cái. 2-4, 6 cái, còn 6 cái nhá. Nỉ kẻ này còn 6 cái xả với giá 75k này. Mọi người ai lấy cái kẻ này thì chốt cho em là Minh Việt 10 một cái 89 này. Mọi người ai lấy kẻ này thì chốt cho em là kẻ 75k kèm số điện thoại nhá. 75k kèm số điện thoại này. Form dưới 60 cân mặc vừa. Form dưới 60 cân mặc vừa nhá. Ai lấy kẻ thì comment là 75. Còn ai lấy áo ấy đang mặc thì mọi người comment theo là 89 nhá. Mọi người comment theo số chị giá nhá. Chị Nguyễn Kiều Nhung một cái 89 này. Hạnh xinh Cầm cực. Kẻ 75 này. Ai mọi người thấy không? Mặc lên kiểu xòe xòe cùng với chân váy xinh lắm ấy. Hạnh Cầm, Hạnh Cầm kẻ, 10, kẻ 75. Mặc nỉ mọi người, mặc rộng rộng mới đẹp nhá. Chứ còn mặc vừa người quá sẽ không đẹp đâu ạ. Nỉ phải mặc kiểu suông suông rộng rộng nó mới đẹp. Cái chân này cũng co giãn mọi người ạ. Cũng co giãn nhá, tầm dưới 60 cân đổ lại mặc đấy. Vừa tranh... Dưới 60 cân đổ lại mặc vừa. Ok ok Hạnh Cẩm. Chị Bích Phương Đầm lấy một cái kẻ Bích Phương Đàm áp dụng cho ai chia sẻ nhá. Bích Phương Đàm 63 cân vừa. Vừa cáo gì đấy? 63 cân mà cao khoảng 1m6 ấy. Chứ còn chị mà cao 1m5 thì chịu. Chị cao 1m bao nhiêu? Chị cao 1m bao nhiêu ạ? Đây nhá, đầm... Áo đang mặc là 89.000 nhá, Hà Linh nhá. Áo thì... đang mặc là 89.000, còn cái áo kẻ là 75.000. Áo kẻ đây nhá, áo kẻ chỉ còn tầm 5 cái. Lan Cường ngon một cái kẻ 75 rồn đơn này. Áo kẻ còn tầm 3-4 cái nhá, giá 75k đây. Chân nỉ da cá này. Đây ạ, chân nỉ da cá nhá. Màu kẻ xinh cực kỳ. Cái chất nỉ này thì các chị mặc mùa này là hợp lý rồi. Còn nỉ lót bông thì phải vào trong mùa lạnh, lạnh hơn một chút nhá mọi người nhá. Bán dây vét đi, thưa đây. À, em xả set vest này, set vest kẻ còn hai cái hai set nhá. Set vest kẻ này bao gồm một cái chân váy như này nhá, chân váy chữ A có lớp lót ở bên trong nhá. Có lớp quần lót ở bên trong. Với cả áo kẻ. Cái này chất kiểu mềm mềm ấy mọi người. 63 cân 1m63 thoải mái chị ơi. Em cũng tầm bằng chị mà em đang bầu em còn vừa.
Cái này mọi người mặc thời tiết mùa thu là quá chuẩn rồi này. Set vest này, mét 63 63 cân đâu phải to làm đâu bình thường. Còn hai set khoảng bao nhiêu nhỉ? 99 à. Hà Linh lấy một cái áo đang mặc 99.000. Set vest 99k này. Set vest kẻ nhá, màu kẻ này cực kỳ sang luôn, còn hai set duy nhất. Mọi người ai lấy chốt cho em này. Mẫu này tầm 52 cân đổ lại thôi nhá. 52 cân đổ lại thôi, em nói luôn cân nặng nhá, thế nên là mọi người ướm lại cho em nhá. Ướm cho em cân nặng này, ai kiểu vừa thì hãy chốt cho em nhá. Mẫu này dưới 52 cân đổ lại này. Màu kẻ rất là sang luôn. Dưới 52 cân đổ lại. Chị Lan ơi, tí chị inbox thông tin cho em nhá. Comment cho em nó bị trôi ạ. Cái này là chân váy nhá, chân váy dáng chữ A này. Nguyên bảo là set vest à? Giá 99.000 một set nhá, dưới 51 cân, dưới 52 cân đổ lại. Còn một set duy nhất này. Mọi người ai lấy đi hàng sẽ không về nữa đâu nhá. Sẽ không về hàng nữa, thế mọi người ai lấy thì chốt luôn cho em đi ạ. Ơ sao đây báo 89k ớ. Cái áo đang mặc là 89 mà bạn. Em đang dơ set này mà. Cái set vest là 99, còn cái áo đang mặc là 89 nhá bạn nhá. Áo đang mặc là 89. Là mọi người mua trên live mới có giá 89 nhá. Còn em đang xả set vest này là với giá 99.000 một set này, còn duy nhất một set. Đây set vest kẻ nhá, dưới 51, 52 cân đổ lại. Đây nhá. Giá là 99 một set, còn ai lấy set này nữa không ạ? Màu này cực kỳ sang nhá, xả nốt còn một set duy nhất thôi. Đấy, màu sang cực ở bên trong có lớp quần bên trong nhá. Comment nhiều em, ghi nhỏ xuống à? Mọi người ơi, mọi người lấy áo đang mặc thì mọi người comment cho em là 89k kèm số điện thoại. 89k kèm số điện thoại nhá, áo đang mặc là 89.000. Chất cực kỳ co giãn nhá, bầu bí cũng có thể bon chen được bởi vì cái này là nó là dáng suông nhá. Mặc nó cho mọi người mix với cái gì cũng rất là đẹp luôn. Nó là dáng suông nhá. Áo này lại một cái này, mình thích. Có len nhá, tí nữa nhà em sẽ lai len ạ. Đây, dáng suông đây ạ, dáng suông mặc cực kỳ xinh nhá. Chất lỉ da cá cực kỳ đẹp. Linh tơn à? Linh tơn lấy 89 này. Chất lỉ da cá nhá. Đây em đứng gần cho mọi người xem này. Cho ai xe clip nhá. Nếu không xe clip thì mua với giá 99.000 ạ. Đấy ạ, xinh không? Màu cực kỳ tây nhá. Và mặc váy. Ok, mình vẫn lấy. Chị Kiều Mai Trung một cái này. Em qua màu khác nhá mọi người. Mọi người ai lấy thì chốt nó cho em này. Ai lấy thì chốt nó cho em sẽ qua màu khác nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn. Áo báo chất đẹp lắm. Còn hai cái nhá. Chỉ với giá 89.000 trong live thôi. Mọi người không mua chỉ có tiếp thôi ạ. Để sẽ qua mẫu khăn luôn. Cố lên Hà ơi. Bước qua đấy, Nga sấp mặt. Ai lấy cái áo đấy comment là 89k nhá. Ok chị Kiều Mai Trung chờ em một chút này. Chị Thảo Khanh mà lấy cái áo đấy comment giùm em là 89k kèm số điện thoại nhá. Tùy. Chị Thảo Khanh lấy một cái áo báo này. Mọi người chắc chắn lấy hàng chốt cùng em cam kết là chất cực kỳ đẹp luôn. À, Hạnh Cẩm ơi, nếu mà không gọi được thì bên mình không được gửi hàng đâu. Bởi vì bên mình quy định rồi, các bạn nhân viên được gửi hàng khi khách nghe điện thoại thôi. Khách không nghe điện thoại sẽ không được gửi hàng nhá. Ê, cái váy này màu trắng hết rồi. Trên kệ còn không? Lấy nó dùng tay. Em qua mẫu váy nỉ kẻ nhá, mẫu váy nỉ kẻ cực hot rồi. Mẫu váy nỉ kẻ này 99k một cái hai màu nhá. Đây mọi người đợi em đang lấy màu trắng nỉ kẻ mũ nhá, dày cực kỳ luôn, chất đẹp. Đây, nhá, chất cực kỳ dày luôn này, dày lắm, chất dày nhá. Ở bên trong là nỉ da cá đây ạ, nỉ da cá nhá. Đây chất bên trong đây, nỉ da cá này, giá 99k một cái nhá. Áp dụng cho ai sẽ clip ở chế độ công khai nhá. Cái này là nỉ mũ nhá, đằng sau quả mũ đấy ạ. Đây nhá, em đang mặc này. Chị Nguyễn Trang lấy 99k trắng, để số điện thoại cho em ạ. Có hai màu nhá, màu đen này. Cảm ơn chị Bảo An. Cái em đang mặc là màu đen nhá, còn đây là màu trắng này. Ai lấy comment 99k kèm màu đi ạ, cho đỡ trôi nhá. Chị Nguyễn Trang lấy màu trắng đây. Chị Bùi Hằng lấy váy màu đen à chị ơi. Đây nhá, màu trắng này, màu đen nhá. Cái này chất nỉ da cá. Mẫu này dáng suông cực kỳ dễ mặc luôn nhá. Tầm dưới 62 cân có thể mặc vừa, tùy cả chiều cao nhá mọi người. Nguyễn Minh Yến lấy váy sọc đen này, 99k này. Chất cực kỳ co giãn. Đơn chưa đúng không? Ôi nói chung là các chị yên tâm đi, mua hàng này nhà em không phải rẻ mà chất không ra gì đâu, em khẳng định mọi người luôn. Em khẳng định luôn cho chị Bùi Hằng một cái, chị Bùi Hằng cho em số. Chất nỉ cực kỳ đẹp luôn nha, em dơ sát chất luôn cho mọi người. Nói chung là không chê vào đâu được. Giá trị có 99k. Thực ra là bởi vì hai màu mang lên nó xem nhau ấy, nên bên mình chỉ dơ một màu và mặc thử một màu thôi nhá mọi người nhá.
ơi, cái này mặc cả đen nhá, còn cái này là trắng này. Nó cũng là kẻ thôi ạ. Kẻ đen và kẻ trắng này. Giá là 99.000 một cái nhá. Mày chung là tôi đây trước khi đi du lịch nhá. Bây giờ không có giày đổi cho chị đâu. Giá 99k ấy, lấy thì chốt cho em là 99k kèm số điện thoại. Ok, chị Nguyễn Minh Yến màu đen rồi ạ. Ai lấy comment 99k kèm màu nhá, quá rẻ cho một chiếc váy như thế này mà 99.000 luôn ạ. Mũ đằng sau nhá, rất là xinh luôn. Quá rẻ chứ không phải là rẻ đâu ạ. 99k kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. Đây, mọi người nhìn không ạ? Em đứng sát cho mọi người nhìn nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Nói chung là kẻ màu nào kẻ cũng xinh. Kẻ nào cũng đều xinh hết. Do mọi người thích là màu đen hoặc là màu trắng thôi. Mặc lên là cho mặc cái nào cũng đẹp luôn. Đấy, mặc cái set kia đi. Set mới về. 99.000 ly. Em khoai mẫu luôn nhá mọi người, ai lấy thì chốt cho em. Cái set với váy ấy. Chị Dung Farm là 99k màu đen này. Dung Farm. Cái set ghi kẻ màu ấy, cái đấy xinh mà, ừ, lấy đi. Quá đẹp luôn ý ạ, cái váy đấy nhà em bán nhiều lắm rồi. Hôm trước về khoảng 200 chiếc bán trong hết trong một live stream. Sau đó là về thêm thôi, chứ còn cái này là về thêm lắc đác thôi. Chứ còn hôm đầu tiên về bán quá hot luôn. Chị Hân Hân lấy kẻ trắng hay đen ạ? Hân Hân lấy kẻ trắng, trắng hay là đen ạ? Xong rồi tôi tập lấy ra đây luôn á. Ok, Hân Hân lấy kẻ đen này. Bà ơi bà vứt cái váy bà mặc thử luôn đi. À mà chị Minh Việt Bùi bảo xem lại nên là nãy phải dơ cho chị xem mấy cái khác rồi. Ơ, bà mặc cái váy đấy vào trong không? Mặc cái áo đấy ra chứ. Không hiểu à? Tức là mặc cái váy đấy xong rồi mặc cái áo đấy. À ừ. Ui giời. Tôi chưa nhìn váy. Gà. Thế tưởng là chân váy à? Tôi tưởng là chân váy mặc là. Không không không, nó là cái váy 2 dây xong mặc một cái áo cốt tông. Rồi như ở cái phép. Ừ. Mọi người chờ một chút, bạn ấy lên mẫu mới nhá. Ờ bà sao không trả lời thì bây giờ em gọi điện chị bà, bây giờ em chờ hàng nhưng mà bây giờ vẫn chưa về, không biết là không thôi chị gửi em gửi lại tiền thế thôi. Mày mệt. Chết tâm đấy, đứng cái bà đầy nhà mình thừa đầy cái viền đấy. Thế thì mình đứng cho bà ấy. Đây em lên một set mới nhá. Bà đưa lên tôi để tôi chốt được khách. Set này thì khoảng 53 cân đổ về thôi. To quá không mặc được đâu. Set em đang mặc nhá. Set em đang mặc là một cái áo phông với cả một cái váy ba lỗ ở bên ngoài. À ở bên trong nhá. Một cái ở bên trong là váy ba lỗ đấy ạ. Xem chất à? Váy ba lỗ như thế này nhá. Đấy mặc trên vai ra, nó ra mặc thế đấy. Ờ, mặc chị bay xinh mà. Nó toàn mặc thế đấy. Set này giá là 95.000. Bán sale 95k một set nhá. 99k một set. 99k một set bao gồm một cái váy ba lỗ bên trong nhá, với cả một cái áo phông bên ngoài. Cả một set chỉ với là 99k thôi ạ. Quá rẻ cho một cuộc tình. Mọi người ơi, cái mẫu này thì tầm 53 cân đổ lại thôi nhá. Mọi người có thể mặc lệch vai như năm mặc, hoặc là mọi người có thể mặc thành cổ bình thường cũng được nhá. Nói chung là mọi người thích mặc kiểu nào thì mọi người mặc thôi ạ. Giá là 99k một set này. Chất rất là đẹp. Cái này có chất nỉ đúng không? Chất nỉ mỏng mỏng. Ừ. Giá là 99.000 nhá. Chất đẹp lắm, cam kết luôn. Mặc thành một set luôn, ai lấy thì chốt cho em là set 99k kèm số điện thoại. Set 99k kèm số điện thoại nhá. Đây bà dơ lại cái váy cho chị Minh Nguyệt Bùi xem này. Váy màu đen với cả màu trắng. Đây là cái váy 99k đây nhá. Màu đen đây ạ, đây là kẻ đen này. 99k chất đẹp chị ơi, em cam kết luôn. Chất đẹp không phải là chất được đâu ạ. Đẹp luôn, đây bà cho mọi người xem chất. Cái này là em bán sale thôi, bình thường các bạn bán 150 đấy ạ. Đây, bà cho các chị đây. Màu trắng đây nhá. Đây, màu trắng là đen này. Một cái áo này thường nó bán hơn. Cái này là áo nỉ nhá mọi người, áo nỉ nỉ. Chất thích cực. Đây, áo đây nhá, chất áo đây ạ. Cái váy đây nhá, chất đây nhá. Áo này chất này nhá, chất cực kỳ mịn luôn. Nói chung bình thường mua một cái áo này đã 80-90 nghìn rồi, chứ không phải thêm một cái váy bên trong đâu ạ. Mềm dã man mọi người ạ. 99k một set nhá. Đây, váy nó như này nhá mọi người. Cái váy nó là váy ba lỗ suông bình thường nhá. Váy ba lỗ suông bình thường này. Đấy ạ, váy nó là như này nhá. Xong mọi người mặc cái áo phông ra ngoài ạ. Nó là một set rất là xinh luôn. Thì mặc cái áo này nhá.
99k một set này. Ai lấy thì chốt cho em là set 99k kèm số điện thoại. Bà giờ lúc kéo kẻ 75 đi còn 3 cái, xem ai có ai vào sau chốt không. Kéo kẻ màu trắng đen với lấy bà giờ đâu. Tôi chưa lấy đâu. Vẫn ở đấy đó. Ô set này không ai thích luôn. Ừ. Đẹp vãi. Đây chất cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Kéo kẻ mình để đâu nhỉ? 99k một set đâu nhá. Kéo đây đâu nhỉ? Đây kéo này đâu nhỉ? Ở đây đây. 75.000. Còn 2 cái. Áo nỉ kẻ này. Áo nỉ kẻ này nhá, còn 2 cái 75k một cái ạ. Đây nhá, chất nỉ da cá nhá. Chất nỉ da cá giá 75.000. Ai lấy thì chốt cho em 75k kèm số điện thoại. Cái gì mà thuê bao chị gọi Tâm Lan được gì đâu. 75k kèm số điện thoại này. Trong thang máy. Còn 2 cái nhá. Thuê bao chị bình thường ạ. Nếu mà gọi lúc đi thang máy thuê bao chị bình thường, thang máy nhiều khi mất sóng do cái máy của em mất sóng không tốt. Ai lấy thì chốt cho em cái kẻ này 75k kèm số điện thoại. Ý là không phải do sim mà là do em đi trong thang máy nó mất sóng ấy. Thì là thuê bao cái kẻ 75k kèm số điện thoại nhá mọi người, còn 2 cái thôi ạ. Chân nỉ da cá cực kỳ xinh này. Giá 75.000 nha. Mặc mặc cái áo màu đen đi. Màu đen này này. Em qua màu khác nhá. À đấy còn nhiều ạ. Alo. Chị đi ra rồi. Là dí nhầm. Tại tôi thấy quay bên cửa hàng còn nhanh hơn đấy. Hôm qua thôi. Ờ cái gì? Đi thảo phải cái nọ cái kia chứ, lúc nào cũng quay lên. Chán hết thì được. Không nhìn lên nhiều thôi còn chán đấy. Hôm qua làm hàng sợ vãi, gần nhìn cái. Cứ sáng mắt ra đây nhìn cái. Chị Nguyễn Minh Nguyệt ơi, chị lấy cái set tận mẫu mặc đúng không ạ? Chị lấy cái set tận mẫu mặc đúng không ạ? Mẫu mặc đùi nhá, bác chị nhá. Cái sơ mi nó đẹp hơn không? Để cho người nhìn dáng. Em qua cái mẫu áo phông nhá, áo phông chữ này. Chất đây nhá, chất này sờ cực kỳ thích luôn. Nó kiểu mềm mềm mỏng mỏng nhưng mà chất cực kỳ thích luôn. Nó không hề mỏng đâu bởi vì chị yêu đi ơi, chị lấy thêm cái gì cơ ạ? Mặc kiểu nhẹ tay luôn nhá. Người cục đơn có đơn dư. Mọi người thể sơ vi hoặc để xua như đang mặc cũng được. À đây giá bao tiền? 85 ạ. 85.000. Vậy nhá mọi người thể sơ vi này. Áo này có giá 85.000. 85k một cái nhá. Cho chị cho tôi cái túi tập mà dưới 62 cân đổ lại nhá. Kiểu này mặc cực kỳ xinh luôn. Dưới 62 cân đổ lại mà vừa chất co giãn. Bao nhiêu? Chất co giãn giá là 85.000 một cái ạ. Chất cực kỳ đẹp này. Mọi người mặc dáng suông cũng rất là xinh nhá. Dáng suông. Bà sale cái set vest hồng đi. 85.000 một cái này. 85k một cái nhá. Hay bây giờ bà hưởng ở phía bên kia. Giờ đây này bà không hưởng. 85.000 một cái này. Ai lấy thì chốt cho em là 85k kèm số điện thoại. Không trả hàng hè. Hàng hè gì? Lẫn 10 cái nào. Em trả set vest này. Set vest. Set vest màu hồng nhá. Còn tầm 3-4 set. À có màu cam nữa mà. Không, trả màu đấy. Màu cam còn 1 cái. Có màu hồng nhá. Cái này là có. Cái này là hàng 2 lớp cho mọi người đây ạ. Hàng 2 lớp chất cực kỳ dày dặn luôn nhá. Hàng 2 lớp này 120.000 một set. Màu hồng đắt cực kỳ xinh luôn. Xả 120.000 một set. Set này bao nhiêu bán hết? Đây quần đây. Cái này là dáng quần cạp cao nhá. Cái này là quần cạp cao này. Thế nên mọi người đo ở eo trên nhá. Mà mọi người có thể mặc quần này với cả áo len hoặc là áo gì sốt, cũng được. Sốt một tập ở ngoài kia. Mọi người có thể mặc tách set được nhá. Mặc tách set cũng đẹp đây ạ. Mẫu này chị dọn chị đã tìm thấy tập. Mẫu này là 55 cân đổ lại. Ừ. Mẫu này thì 55 cân đổ lại thôi nhá. Eo trên từ 70 đến 75. Cái này là tính theo eo trên bởi vì cái này là quần cạp cao nhá. Từ 7 eo từ 70 cho đến 75 ạ. Mọi người đo eo trên nhá. Mặc cái gì đấy? Là áo này, áo đang mặc. Mọi người đo eo trên cho em này. Giá là 120.000 một set, sale quá rẻ luôn. Chán mẹ luôn. Sale quá rẻ luôn, giá 85k một cái nhá. À nhầm 85k một cái.
Giá là 120.000 một set nhá. Quá rẻ luôn, bình thường nhá, đi mua một cái áo vest là 170, 180 mà chưa kể thêm cái quần. Mà vest là hàng hai lớp. Hai lớp này. Hàng này là bằng giá bán ở ngoài là hơn 200.000 nhá. Em cam kết luôn. Bởi vì cái này là xưởng có nhờ xả với số lượng lớn ấy, em còn đúng một tập em sale nốt thôi. Chứ bình thường không có giá này đâu ạ. Hàng hai lớp cực kỳ. Em nghe đi. Hàng hai lớp cực kỳ dày dặn luôn nhá. Đưa cho tôi cái tập đấy. Giá 120.000. Còn một tập khoảng 5, đây này còn 6 set thôi. Mà cái màu hồng đất này. Mà nhà em về là về số lượng lớn chứ không phải là về 1 2 set đâu, chị vui hăng một này. Màu hồng đất này xinh cực kỳ mọi người ạ. Màu hồng đất này cực kỳ xinh luôn nhá. Dưới 55 cân đổ lại này. Mặt bà không có tem bảo hành sao? Không đi rửa. Không bảo hành lắm, mình bán cái này. Đây nhá, hai lớp này mọi người ơi. Chất cực kỳ dày dặn luôn. Giá là 120.000, xả quá rẻ rồi đấy. Không thể nào mà xả, không thể nào mà giảm được nữa. Không thể nào mà giảm được nữa nhá đây.